Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Và hôm nay Mua Bán Xe Cũ sẽ cập nhật gửi đến anh chị và các bạn thông tin báo giá chi tiết tất cả các mẫu xe cầm cao hiện đang có mặt tại Tuấn Kiệt Auto. Và chiếc xe ngày hôm nay em muốn giới thiệu đó là một chiếc xe Lexus RX 350 sản xuất 2019, nhập khẩu nguyên chiếc, đăng ký tên tư nhân. Anh chị và các bạn quan tâm về mẫu xe này có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi thông tin chi tiết cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Xe bên showroom bán ra thì có cam kết cho anh chị và các bạn là xe nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước, hỗ trợ thủ tục sang tên di chuyển, cũng như có hỗ trợ mua xe trả góp cho anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu. Chiếc Lexus RX 350 phiên bản F Sport sản xuất 2019, nhập khẩu Nhật. Xin lỗi anh chị và các bạn, đây là bản nhập Mỹ anh chị nhé. Xe cực kỳ đẹp, có ngoại thất màu trắng, nội thất ghế da màu đỏ. Xe lăn bánh với quãng đường là 8.000 mile rồi. Full các tính năng option. Chị và các bạn quan tâm thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi chi tiết cho anh chị và bạn. Xe bảo dưỡng 100% tại hãng anh chị nhé. Có đầy đủ lịch sử đầy đủ. Với phiên bản này thì nó phần đầu xe nó có trang bị rửa đèn pha cũng như là cảm biến trước, đèn bi, đèn sương mù dạng halogen. Các chi tiết phiên bản nó chữ có mâm đúc hợp kim. Rồi là các phần chữ F Sport ở phần thân xe. Đấy, các chi tiết ép nối mé cản anh chị và các bạn có thể thấy là mọi chi tiết của chiếc xe còn trong tình trạng là hoàn hảo, rất mới anh chị nhé. Hiếm có chiếc xe nào trên thị trường đẹp như này đâu. Và phiên bản này cực kỳ hiếm trên thị trường, có rất ít đơn vị giao bán anh chị nhé. Đấy. Anh chị bạn có thể thấy là xe có trang bị đốp lắp còn rất là dày nhé và mới, la răng hợp kim. Các chi tiết na răng trông rất là ấn tượng. Về phần thân xe thì anh chị và các bạn có thể thấy những cái đường chi tiết dập lổi của chiếc xe nó rất là thẳng, nó chưa hề có hiện tượng bị gò hàn hay sơn xi lại về phần sơn. Tay nắm cửa thì được sơn cùng màu với cả màu xe. Các chi tiết em quay kỹ để anh chị bạn thấy. Gương thì trang bị gương kính chỉnh điện gập điện tích hợp báo rẽ cũng như có tích hợp cam 360. Đấy, chi tiết về phần đuôi thì phiên bản này là phiên bản 5 chỗ chứ không phải là phiên bản 7 chỗ. Đuôi xe thì có trang bị đèn LED cũng như là các chi tiết cốp điện, rồi là lipo thể thao. Đấy, cảm biến cũng rất nhiều các tính năng tiện ích của chiếc xe này. Xe thì cực kỳ đẹp, chủ xe rất giữ gìn, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Khi mua về các thành phố lớn thì anh chị và các bạn không lo mất 20 triệu tiền biển mà mình chỉ mất 2% lệ phí trước bạ cùng với 150.000 tiền đổi biển. Đấy. Các chi tiết là phần keo chỉ cũng như là phần đinh tán, anh chị bạn có thể thấy mọi chi tiết còn nguyên bản, lỉ còn rất là sạch sẽ anh chị nhé. Hàng ghế thứ hai thì có thể gập điện chỉnh điện anh chị nhé, để tạo không gian để đồ, chứa đồ. Đây là lốp sơ cũ của chiếc xe chưa hề hạ gì cả, vẫn còn nguyên vạch sơn của nhà sản xuất anh chị ạ. Mọi chi tiết của chiếc xe rất đẹp ạ. Nội thất là ghế da màu đỏ, có trang bị cửa sổ trời, đầy đủ các tính năng chi tiết cốp điện. Và ta cùng đi tham quan về cái phần hàng ghế thứ hai. Đây là không gian hàng ghế thứ hai anh chị nhé. Anh chị và các bạn có thể thấy chi tiết về phần táp ly, cánh cửa cũng như là phần keo chỉ. Mọi chi tiết còn nguyên bản. Có trang bị bệ tỉ tay. Các chi tiết bề mặt ghế da còn rất đẹp ạ. Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai cũng như là cửa sổ trời toàn cảnh, tạo ra một cái không gian thoáng đãng cho anh chị và các bạn ngồi sau. Loa thì trang bị hệ thống âm thanh Max Levison, cực kỳ nghe, hệ thống âm thanh cực kỳ hoành tráng và hay. Đấy là chi tiết em quay kỹ, nếu cần thông tin kỹ hơn có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Xe bên showroom bán ra thì có cam kết cho anh chị và các bạn là không đâm va, không ngập nước, bao check test toàn quốc. Anh chị và các bạn có thể mang đi bất kỳ nơi đâu để kiểm tra. Đây là hàng ghế lái anh chị nhé.
có trang bị đầy đủ các tính năng HUD, rồi là phiếu bảo dưỡng, nhắc bảo dưỡng đầy đủ, vô lăng tích hợp, rồi là sấy ghế, sợi ghế, làm mát ghế đều có hết anh chị ạ. HUD, rồi là đèn auto cam 360. Đấy, mở cốp các thứ, ghế chỉnh điện, nhớ ghế. Đấy, quay kỹ để anh chị bạn thấy ghế kiểu dáng thể thao ôm lưng. Đây là vin của chiếc xe, cửa sổ trời đây. Xe định có trang bị màn hình giải trí tích hợp cam lùi, bản đồ dẫn đường cũng như lavi. Cửa sổ trời chỉnh điện anh chị nhé, quay kỹ để anh chị bạn thấy mọi chi tiết rất đẹp ạ. Hiếm những chiếc xe nào chủ xe giữ gì như này. Đây là các chi tiết hộp số cũng như là phanh tay điện tử auto hold, làm mát ghế cũng như sợi ghế, màn hình giải trí, rồi là đồng hồ trung tâm đầy đủ, tablo sẽ còn rất đẹp ạ. Vô lăng tích hợp phím điều chỉnh chức năng, tăng chỉnh âm lượng đàm thoại rảnh tay, rồi là cảnh báo lệch làn, rồi là cảnh báo va chạm, phanh khoảng cách, rất nhiều các tính năng tiện ích. Gương thì cũng có trang bị là hỗ trợ cảnh báo vượt trên gương. Phiên bản này thì nó trang bị rất là nhiều các tính năng tiện ích. Anh chị và các bạn quan tâm về mẫu xe này, hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình nhé. Em sẽ gửi thông tin chi tiết, hoặc là có thể qua địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe và cảm nhận chất lượng chiếc xe bán showroom bán ra. Chiếc loại xe này hiện đang giao bán với mức giá là 4 tỷ 480 triệu, sẽ còn giảm và hỗ trợ cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp trao đổi thỏa thuận. Ngoài ra thì bên showroom có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên đến 75% giá trị xe. Bao check hãng, test hãng toàn quốc. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm tới kênh Mua Bán Xe Cũ, và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của Mua Bán Xe Cũ. Rất mong nhận được sự ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như like bài viết, góp ý, chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.